Chào các bác đến với kênh YouTube của Thắng Audio. Sau mấy ngày vừa rồi thì xả hàng phục vụ các bác những dòng hàng bình dân, thì hôm nay em tiếp tục về được những cái dòng cao cấp hơn. Vì hàng đang về rất là nhiều, bận dỡ hàng cho nên là em sẽ làm một cái clip tổng hợp này để giới thiệu anh em những cái sản phẩm nó về, để trường hợp mà anh em có nhu cầu món gì thì xem clip, các bác chịu khó xem kỹ một chút, đừng bỏ qua dây nào cả, để em giới thiệu qua về từng đôi một. Đấy, để các bác lựa chọn dòng gì thì các bác alo cho em theo số máy 098 369 8887. Đây số điện thoại của em đây. Đấy, địa chỉ số 67 ngõ 225 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội. Thì lô này thì em xin phép giới thiệu những cái dòng đặc sắc trước nhé, giới thiệu những cái dòng to to trước thôi. Thì lô này về bô cũng tương đối nhiều, lô này bô em về được đủ các dòng luôn. Đấy, từ dòng cây đến dòng thùng. Đầu tiên là giới thiệu các bác con bô 601CD2. Đây là bô 601CD2 nhé. Đấy, giá em này thì dưới 30 triệu. Đây là cặp bô 10.2 CD2, đôi là loa cây, đôi này thì có giá trên 20 triệu. Em sẽ báo mức giá khoảng thì các bác cụ thể các bác cứ điện thoại, các bạn trực điện thoại các bạn sẽ báo giá chi tiết cho các bác. Đấy, đây là đôi kén út 880D, đôi này thì rẻ thôi. Đấy, bọn này thì rẻ. Những cái dòng 35B MK2 này thì toàn trên dưới 7 triệu tùy đôi. Xấu đây. Đấy, dòng đi tô 1000 thì nó là trên chục rồi. CF 45 thì nó cũng ít tiền thôi. Nó là để dòng dưới chục. Unkyo M90. Đấy. Con này bát cũng lành rất là sâu rồi. Cặp Shafin Vega VS100. Cặp Pioneer 707. Cặp Tiglic 7000. Đấy. Bô 10.2 thì vừa rồi em giới thiệu các bác rồi. Con này thì nếu dáng cây thì nó hoành tiếng rất là lực. Và kể cả 701C2 đánh chưa chắc đã ăn được dòng này. Đặc biệt là tiếng trung và tiếng cao con này rất là hay. Bô 501C2 này. Bô 501C2 em về được 2 cặp. Đấy. Bô 601 trơn này. Đây là cặp khủng long Shafin Vega AT15 bát 40 này. Pioneer Y77 này. Đấy, hàng đang về, đang dỡ. Em sẽ lướt những cái dòng nhàng nhàng này nữa. Anh em nào thích dòng gì thì điện thoại cho em. Điện thoại cho số máy 098 369 8887. Rất là nhiều dòng. Những cái dòng mà trên dưới hơn 2 triệu và trên dưới 3 triệu này em vẫn còn rất là nhiều. Đấy, phục vụ các bác chơi bình dân. Mà những cái đồ cao cấp là đều có hết. Anh em có nhu cầu thì alo nhé. Clip nó rất là ngắn, nó hơn 3 phút các bác ơi. Theo dõi cho em. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.